gần bên em. Can you feel my boy, oh my boy, bên em ngay đã có anh rồi. Can you feel my love, oh my love, anh sẽ luôn là người hạnh phúc. Sống ở đời đừng nên bội bạc, nếu bội bạc mọi người cười chê. Ông điên rồi hả? Vào vũ trường lại gọi bột chiên. Tôi cái trái cây với bột chiên rồi nào. Hả? Không rồi. Tại gì? Ồn quá không nghe. Nghe nhạc trong vũ trường. Ai nói mà nghe nhạc? Nhạc ông chùm với bà. Tôi đang nghe sách. Sách là dùm cho những người ta bị khiếm thị. Người ta mới nghe. Ông có bị gì đâu mà không nghe. Rồi bà dở quá, lỡ mai mốt mà mình có nhắm mắt hay là mình tắt đèn không thấy đường còn biết đường để mà mò. Ê, bà cái gì? Ông mò cái gì? Ảo tưởng quá. Ảo tưởng rồi nào. Tôi có thiệt chứ bộ. Trời ơi, phải tập trung lại. Không biết năm đôi bao nhiêu một cặp để mà biết. Tao lại chứ đúng. Trời ơi, tập trung. Sếp nội, anh đang ngoài nghe điện thoại một chút. Em đi toilet nha. Ok, theo liền, đừng nghĩ chăn khỉ lắm. Không ai để ý đâu. Em à, anh có thể mời em một ly được chứ hả? Ok. Em xinh đẹp như thế này thì biết bao nhiêu chàng trai sẽ chết dưới tay của em đây. Anh nói như vậy anh không sợ bạn gái của anh ghen hả? Ghen á? Thời đại này là thời đại gì rồi em? Bây giờ có tiền, có quyền, ghen tuông gì ở đây? Thích thì chơi, không thích thì biến. Mời em. Cô nghĩ cái? Mày đánh cướp bọn ta hả? Cô làm gì cô đánh bạn gái tôi? Anh ơi, à, mình thanh niên với nhau không mà mình động tay đông chân phụ nữ làm chi cũng kỳ lắm. Ê, dịp đây coi. À, không có chuyện gì đâu, à, bữa nay à, coi như là hiểu lầm. Tôi mời, chơi thoải mái đi, chơi tiếp đi, chơi vui đi. Ha. Mỗi người thật nhiều chuyện đi nghe chưa. Nhưng mà bạn gái của anh phải xin lỗi bạn gái tôi. Không, nhưng mà chuyện vấn đề là mình thông cảm cho nhau đi. Không có thông cảm, bạn gái anh phải xin lỗi bạn gái tôi, được chưa? Mày có biết là mày đang nói chuyện với ai không? Anh là ai chứ? Hả? Bắn nát sọ mà nghe chưa mày? Hả? À! Súng không phải là đồ chơi. Đừng tùy tiện đùa giỡn như vậy. Bớt ăn chơi lại đi. Hiệp sĩ xuất hiện cứu thiếu gia. Tụi tôi trông thấy liền kêu la. Wow! Nữ hiệp sĩ. Tùy tiện đùa giỡn như vậy. Thiếu gia, tên người ta hiếp dâm gái đẹp. Tình yêu như ngọn cỏ lao, lao qua lao lại, lao xào lao đao.
mày á thích ra chơi đây đôi với tao. Anh sẽ hôn em. Tao bắn nát sọ mà nghe chưa mày? Hay đến với anh điểm này. Lòng anh. Ôi. Mơ tối ngày mơ hoài. Thật. Sao thôi? Thật. Đó là một đêm thanh vắng. Trời tối mịt. Bạch Đỏ hoàng tử đang ngồi trên bàn đọc sách. Thì bỗng dưng từ trong bóng đêm lù lù một bóng trắng. Mặc cái đầm dài lượn thượn, tóc tai, đó chính là... Cái gì chứ, bà tiên tóc tai bù xù vậy? Bù xù nào, tôi mới gọi đầu. Ôi, nó hết hồn lúa mặt cho à. Đang xấy tóc, nghe ông đọc chuyện ra nghe chuyện. Trời ơi, đang đọc chuyện ma. Sợ ma bị đặt đọc chuyện ma. Tôi là đàn ông thích cảm giác mạnh. Thích không? Ừ. Ngoài cửa sổ có bóng kiếm ông kìa. Ôi giời. Sợ không? Sợ sao sợ? Sợ tắt đèn tới hù con chi. Ông mở đèn lên, vô phòng đọc sách. Bị đặt tắt đèn chi. Ma bóng đèn. Ghê quá. Có đâu ghê, nhà này có tôi là không có ma nào xuất hiện hết trơn. Hai người làm gì đó? À dạ thiếu gia, dạ đang đọc sách. À thiếu gia muốn nghe chuyện hề. Đây. Tôi đang bực mình nha. À muốn nghe sách tự sự. Tự sự bực mình. Sách có ba cuốn. Lấy thêm thiếu gia. Tôi kêu anh á. Tôi. Dạ, dạ nghe thiếu gia. Tôi cho hai người một đêm. Ê, bậy ơi, tôi với lời này không có tới nhau được. Suy nghĩ cái gì vậy? Tôi nói là trong một đêm, hai người phải kiếm cho tôi một cô gái. Bậy nữa. Ít nhất cũng phải là 9 tháng 10 ngày chứ. Với gen của tôi là đẻ được con trai, không có đẻ con gái đâu. Có tới được không này? Ý tôi nói là cô gái ấy của tôi đó. Cô gái ấy. Quá trời ấy, chống hết cả mặt biết ấy nào. Thiếu gia đào hoa quá sao biết được. Cô ấy, cô ố, cô ý, cô é, cô ý, cô ú. Là cô gái hôm qua cứu tôi trong quán bar đó. Nữ hiệp sĩ. Chính xác. Thôi được rồi, thiếu gia cứ yên tâm. Trong sách là chỉ hết rồi. Sách chỉ gì cho ông à? Tất cả nằm trong não của tôi. Không có nằm bên trong. Bên trong rồi. Cái gì vậy? Bây giờ mình sẽ tương kế tự kế. Suốt mấy giờ rạp nào để tôi mua vé? Làm gì? Cho thiếu gia đi coi phim. Này, coi phim gì? Không có tương kế tự kế giống tự phim quá à? Không, lần này là chúng ta sẽ cùng nhau đóng chung một bộ phim. Tôi có dài luôn hả? Có dài đâu có cười vậy. Cô dài phải cười ác luôn. Sao hôm nay trong tim bỗng thấy suy tư về anh? Người từ đâu đến làm em bỗng. Ê cha nội. Ừ. Được không á? Hãy yên tâm vì đã có người đọc sách. Sách cổ xưa sẽ giúp cho cuộc tình thiếu gia. Sách gì? Sách cổ. Sách cổ nào mà chỉ cô gái? Ý, làm bồi với bồi à cơ. Bà khùng quá. Sách cổ người ta chỉ cho đánh giặc. Nhưng mà bây giờ tôi biến tấu xíu thành cô gái à. Khi thiếu gia gặp nguy hiểm lúc đó, nữ hiệp sĩ sẽ xuất hiện cứu lấy thiếu gia. Wow, sách cổ mà ông remix được luôn hả? Rồi được hết. Vậy cần xuất hiện mỏ chè đó chỉ cái súng vào đầu thiếu gia. Ngay từ nữ hiệp sĩ xuất hiện cứu liền. Hả? Mới nói xuất hiện liền. Dạ, xin chào khách VIP. Dạ, ngày hôm nay quán của chúng tôi có chế độ khuyến mãi khách VIP.
đó là một cuốn sách giáo dục công dân lớp 12. Một chai Louis 12. Louis nào 12? Lên đại học luôn rồi. Ủa là cái gì ta? Chúc mừng lên đại học. Rồi tặng à. Dạ. Ôi. Bậy bạ quá, bậy bạ. Dạ, xin lỗi. Dạ, anh xin lỗi. Có phục vụ liền. Yên tâm, để em lo. Wow. Đẹp. Hay á. Dạ. Chưa giờ thấy chỗ nào mà phục vụ hay quá này. Dạ. Được. Thử. Dạ, cảm ơn đại gia, thấy chưa? Dạ. Gì kì á? Cái gu kì á? Tao phục vụ quá trời, không cho tiền, cho tiền bữa này. Tao thích được không? Biết nãy đổ nguyên chai là được thưởng nguyên cọc rồi. Đi, đi, chia, ăn đồng chia đủ. Em cười gì vậy? Cái mặt anh như ông táo vậy. Ông táo là sao? Xấu. Xấu ơi là xấu. Mày. Anh nói kia. Chào em. Chào. Anh là nhà sản xuất của cái bộ phim điện ảnh. Nhưng mà anh đang đau đầu vì không tìm được diễn viên chính. Nhưng mà không sao, hôm nay anh vô tình bắt được ánh mắt của em, rất là hợp với vai diễn. Không biết em có muốn đóng phim không? Anh mời em đóng phim? Ừ. Nói thiệt không? Thiệt. Thiệt đó hả? Thiệt, anh là nhà sản xuất mà. Anh nói là anh làm. Em được lên TV hả? Ừ. Cảm ơn anh. Đi đâu mà rửa ngoài ông ta vậy? Ngày đâu xui xẻo quá trời à. Ôi à. Ra rồi đó. Chúc mừng nha. Có máu có tiền. Khốn nạn thiệt. Phương án A nó làm rồi. Wow. Yahoo. Bơ người ta. Hiếp dâm gái đẹp. Yeah. Nó vẫn hiếp dâm gái đẹp. Bơ người ta cứu em. Đứng lại. Em đẹp lắm. Anh chưa thấy người con gái nào có nét đẹp như em vậy. Chắc gặp cô nào anh cũng nói như vậy đúng không? Anh nói thiệt mà. Em đẹp lắm. Nhưng mà ông bà mình nói không bao giờ sai hết. Hồng nhan là bạc phận. Anh nói vậy là sao? Em đẹp như vậy mà có thằng bồ bị khùng. Ai khùng? Thì thằng đi chung với em đó. Em quen nó lâu chưa? Thì đúng con. Vậy là em không biết rồi. Thằng đó nó trong bệnh viện tâm thần ra đó. Cái gì tâm thần? Anh nói thiệt mà. Làm gì có chuyện đó được. Ai? Tôi chỉ là một người phục vụ xinh đẹp thôi. Mà tôi bị hãm hiếp. Trời ơi, ông trời cho em bớt đẹp lại. Trời anh ơi, cứu em. Em chỉ đẹp hơn chị đẹp có chút xíu thôi. Mà đã hãm hiếp em. Ai? Ai trời ơi, mà định hãm em nữa kìa. Cứu em kìa. Đó, anh thấy không? Phục vụ mà nó còn hiếp mà. Em lại. Anh nhớ lại là ui à. Anh hay bước lại gần bên em. Can you feel my boy? Lại là mày. Là tao thì sao? Nữ đẹp ơi, mau tới cứu anh đi nào. Mày chưa chứ? Em chưa, em hứa em chưa mà.
ui. Trời ơi mọi người ơi, nó còn sàm sỡ tôi nữa đó. Nữ hiệp đâu? Nữ hiệp đây. Nữ hiệp xin đi. Tao quay rồi, mất bao nhiêu quay rồi. Ôi, trời ơi. Bà hết thay rồi, bà lựa ngay cái xe của nó, bà núp. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Hồi nãy kiếm được chỗ nguy hiểm, chung họ nó kiếm được mình là tiêu rồi. Dám đâu, hay cũng bằng hên. Sao hồi nãy hiệp sĩ không xuất hiện vậy? Cái này là sách cổ sai rồi. Không dám đâu, kỳ này ông sai rồi đó sách. Không sao, thất bại là mẹ của thành công. Thua keo này ta bài keo khác, đúng không thiếu gia? Đúng không thiếu? Ông nói chuyện ai à? Thì tôi nói chuyện với thiếu gia. Thiếu gia đâu? Lạc đâu? Mất thiếu gia rồi. Chết rồi, tôi là người bảo vệ thiếu gia mà bây giờ lạc mất thiếu gia thì tôi biết phải làm sao à? Tôi lỡ đợi cho thiếu gia mà bây giờ lạc mất thiếu gia rồi, tôi phải làm sao à? Ê, bà làm gì vậy? Tôi phải làm sao à? Bây giờ phải làm cách nào để cứu thiếu gia? Ông ở với người thông minh mà, tôi sẽ gọi điện cho bà chủ. Tụi tôi báo cho bà chủ biết là mình lạc mất thiếu gia rồi. Thôi gọi đi. Thế nào bà cũng đuổi hai đứa mình. Vậy thôi đừng gọi. Hai đừng gọi. Đi về. Đi về bà có hai đứa không có thiếu gia bà cũng đuổi luôn. Vậy thì gọi đi. Gọi báo cho bà biết là lạc mất thiếu gia rồi, thế nào bà cũng đuổi. Hay đừng gọi. À, báo cho bà là chỉ lạc thôi chưa mất. Thôi vậy được không? Được. Gọi đi. Tôi thông minh mà. Alo. Dạ, bà chủ. Dạ, có điện thoại sẵn đó không? Bà chủ gọi xe cấp cứu nha. Tôi báo cho bà chủ một tin thật là vui. Con mới lạc thiếu gia, tôi chưa làm mất thiếu gia. Bà nói gì? Bà kêu về liền. Đường nào về cứu tôi. Giận không? Mình quá rồi. Về đi. Đường nào? Mày dám đụng tới đại ca của tao là mày chỉ có chết. Em có làm gì đâu. Anh có sao không? Anh đau ở đâu vậy? Anh đau ở đây nè. Bao cô đơn chẳng còn lúc anh bên em. Anh làm gì vậy? Lắm khi anh luôn ở bên nơi. Anh làm gì vậy? À, anh có sao không? Dạ. Anh đau đâu? Anh đau đây nè. Và chỉ đâu? Anh mới hiểu được dạ. Em. Anh làm gì vậy? Sao nhất là gì với tôi? Em luôn mong hạnh phúc ấy mãi vững bền. Sao em đánh anh mạnh tay quá vậy? Em biểu như lễ với tôi. Rồi, gì cơ? Anh làm gì vậy? Anh có sao không? Đau quá. Anh có sao không? Anh đau đâu vậy? Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ bị ai đánh nhiều như em vậy. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh không thể nào cưỡng lại được tình cảm của anh dành cho em. Em đánh anh đi. Hoặc anh sẽ hôn em. Nguyện yêu anh mãi mãi, cho dù mai phong và bão tố, luôn cho anh ấm áp, không để người một ngày đau khổ. Mình sẽ cùng bên nhau đi đến nơi chân trời, nơi đó chỉ có đôi mình thôi. Được không chị? Dạ, không được, cũng hết đồ thay rồi thiếu gia. 6 tủ đồ từ 3 giờ chiều tới giờ rồi. Giờ còn phương án cuối cùng, nếu không được nữa, bận cái đầm của tôi. Trời ơi, thì cũng phải kiếm một bộ đồ hợp thời trang, trẻ trung năng động để đi gặp nữ hiệp sĩ của tôi chứ. Dạ, tôi biết mà. Đi gặp nữ hiệp sĩ hả? Ừ. Trẻ trung, ừ. Năng động. Đúng rồi. Cởi cáo vét đen ra. Trời ơi,
đó, bận cái áo sơ mi trắng thôi. Đó, vậy trẻ trung không? Hợp với nữ hiệp sĩ. Thiệt á, trong nhà này á, tôi thương má tôi nhất, thương chị nhì. Sao vậy Thiếu Gia? Tại chị lớn tuổi nhất. Ý nói tôi già đúng không? Giận á. Trời ơi, mới một làm một cái hành động giả tạo với người già. Sao không ôm thiệt? Khó quá nha. Không, tôi cần một nụ hôn để lấy động lực xếp 6 tủ đồ. Được chưa? Dạ thích. Ok. Thiếu Gia đi đi. Tôi đi á. Chúc Thiếu Gia thành công. Em, em muốn đi đâu để anh đưa em đi? Em không biết nữa. À, anh có một nhà hàng Tây, ở đó có món bistec ngon lắm. Nhà hàng Tây hả? Em không quen. Em không thích hả? Ừ. Vậy mình đi ăn nhà hàng Việt đi, ở đó cũng có nhiều món ngon lắm nha. À, em biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm nè, mà không biết anh dám ăn không? Ê, ai nói anh không dám? Em dám ăn thì anh dám ăn, ở đâu? Ý, tới rồi kìa. Ở đây là quán bún riêu nổi tiếng nhất. Quán bún riêu? Sao đông người quá vậy? Thì muốn ăn phải xếp hàng chứ. Xếp hàng hả? Ừ. Ôi em ơi, chừng nào mới tới lượt mình? Lâu quá vậy? Chờ xíu đi, sắp tới mình rồi kìa. Ăn bún riêu thôi mà, cần gì phải xếp hàng chứ vậy? Trời ơi, nếu anh mệt đó anh có thể lên xe ngồi chờ kìa, để em xếp hàng giùm cho. Ai nói anh mệt? Đây là một cái trải nghiệm mới, anh rất là thú vị với chuyện này. Có bún ăn rồi nè. Đi vô trước đi, anh bước vô xa cho. Ăn đi. Cái này là bún riêu á hả? Ừ, ngon lắm á, anh ăn thử đi. Thiệt không? Ừ. Trời ơi, em cho cái gì đen thui lui vô tôm vậy? Mắm tôm chứ gì, ngon lắm á, em ăn thử cho anh coi nha. Trời ơi. Trời, thú quá à. Em gạt anh. Em gạt anh rồi nào. Anh không ăn, để đó lát em ăn luôn. Ai cho mà ăn? Của ai người nấy ăn chứ. Vậy ăn đi. Em ăn được thì anh cũng ăn được. Ờ, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Sao sao? Rồi. Sao? Ngon thiệt nha. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ anh ăn cái món nào mà thúi mà ngon. Thấy chưa, vừa ngon vừa rẻ mới đắt chứ. Không phải có tiền là biết chỗ này đâu nha. Thấy thiệt. Anh ăn đi. Mát quá. Anh không ngờ ở đây buổi tối yên tĩnh đến vậy luôn á. À, em thích gì không để anh mua tặng cho em. Anh mua điện thoại iPhone tặng em nha. Thôi, tốn tiền lắm. Điện thoại của em còn xài được mà. Điện thoại của em là điện thoại cùi bắp. Rồi anh còn send hình đồ cho em, rồi còn nhìn mặt nhau nữa. Gặp nhau nhiều chán á. Chán đâu chán. Nói thiệt mà. Anh xạo à. Anh biết không, hồi đó đi học á, ở trong lớp em á, bạn bè hay nói em là sến á. Là sao? Tại vì hồi nhỏ em hay ước mơ sau này em sẽ được trở thành một cô công chúa, mặc nguyên một cái áo đầm màu trắng, rồi có một chàng hoàng tử cưỡi ngựa đến tặng cho em một bó cỏ lao, em thích lắm. Trời, nữ hiệp sĩ gì vậy? Sến quá. Vậy anh muốn em là nữ hiệp sĩ hay là bạn gái của anh? Nữ hiệp sĩ bạn gái. Là sao? À, bạn gái nữ hiệp sĩ. À, mà thôi bỏ chuyện đó đi. Hồi nãy em nói hoa cỏ lao gì á là hoa gì? Anh tự tìm hiểu đi. Em phải cho anh biết địa chỉ cái shop hoa đó ở đâu, rồi bao nhiêu gì đó anh sẽ mua cho em. Nguyên một cái cửa hàng hoa anh còn mua cho em được mà, nói chi mấy cái cây hoa cỏ lao đáng rẻ tiền. Nè, anh bỏ cái thói thiếu gia của anh đi nha. Hoa cỏ lao không có bán đâu. Mà chưa chắc á, cái bản mặt của anh đi hái hoa cỏ lao được nữa. Đừng ngốc.
hai người ở đây đợi tôi một chút. Dạ. Ok. Ui, mà dặn ra trứng đau quá. Có nghe nè. Cái gì? Có ông Phúc mà sao thiếu gia đi đại tiện được. Trời ơi, bà khủng quá bà ơi. Đại tiện gì? Bất lịch sự hả? Ừ. Không, tại trên đời có bốn cái sướng: ăn, ngủ. Ui, trời ơi, bà thấy ghê quá. Cái này, tụi bà đừng nghĩ sâu xa, này là đi nhẹ mà không phải đi nặng đâu. Tao nói nhẹ à, nhẹ. Đi tiểu tiện á. Trời trời, bà nói gì vậy? Gọi là đi tiểu á không? Không phải, tao nói nhẹ nhàng thôi. Đi tưới cây chẳng hạn. Mắc cỡ quá, tôi còn virgin á. Ồ, bà mới làm chi gốm đó bà ơi. Ê, bà qua đây nhìn đi. Thôi không nhìn đâu. Ôi nhìn đi hay lắm. Không nhìn đâu. Nhìn kia. Với cái cây. Hả? Bà thấy cây gì vậy? Cây bông lau. Trời ơi. Ủa mà hái cỏ bông lau làm gì? Giờ này mà hái cỏ nhí nhảnh như vậy là chỉ có tình yêu thôi. Tình yêu như ngọn cỏ lau, lau qua lau lại, lau xào lau đau. Bà tính nói tôi tào lao đúng không? Không, tôi biết ông đọc sách nhiều quá thế nào ông bị vậy mà. Tự tôi hiểu con người tôi mà. Ê! Ê! Trời ơi! Ê! Cứu ra! Bắn nó đây! Ê! Thiếu gia! Yeah! Ê! Thiếu gia! Cứu tao! Thiếu gia! Ê! Đứng lại! Nam cho bên em đâu? Vô giải cứu! Nam cho bên em đâu? Vô! Ê! Đâu là người dân 500 em? Tôi bà! Tôi bà! Tối nó chết nể! Thiếu gia! Đừng lo! 500 anh em đang tới giải cứu. Trời, bà khùng quá, có tôi với bà là mới bà xoái ca xoái nữ vậy, có tôi với bà. Có bao nhiêu kêu ra hết đi. Điểm nhìn 1 2 3 Điểm nhìn 1 2 3 4 5 6 Bên phe luôn hả? Lộn lộn liễu liễu liễu. Vào vô kiếm ăn nào. Rồi mình tới 4 người luôn đó. Nhưng mà không sao đâu, tôi đã đọc và nghiên cứu không biết bao nhiêu sách võ thuật trên thế giới. Ông đọc không biết đánh không? Thì ngày hôm nay tỏ sáng hôm nay tôi thực hành nè. Làm đi, làm đi, làm đi. Tôi rang trước uống nước mía đợi. Ê, khoan đợi xuống. Giúp anh lấy cái bình dây côn. Trời, kêu từ sau. Đây à. Xử nó đi. Đã đến lúc áp dụng hỗn hợp võ thuật thế giới à. Tiêu gia, em đi trước. Tiêu gia ơi, khúc vào đầu thôi, đó là khúc vào đầu thôi. Bắt đầu vô thân bài nè. Tao sẽ tính sổ nợ cũ lẫn nợ mới tụi bay. Hơi thò mày, chịu hết trời rồi. Ê trời ơi, đẹp trai, nó nghe nè, rồi chơi gì chơi chứ tháo tháo cởi chói đi chứ buộc tay buộc chân vậy tê tay tê chân quá không vui. Cái gì vui vui à? Ý mày nói là mấy cái trò buộc dây này không vui đúng không? Không vui chút nào. Tao còn nhiều trò vui lắm. Thôi vậy hả? Nhắc đi coi hài hả? Vui hơn coi hài nữa. Cái trò gọi là chặt tay. Cái trò gọi là chặt chân. Cái trò gọi là mất quá. Cái trò gọi là mất quá lỗi. Mày để đâu chị? Để đâu chị? Tao thấy ghét tao. Cái nổ. Coi như em chưa nói gì đi anh ơi. Coi như chưa em nói gì hả? Nó đi vậy hả? À, đi rồi. Cái này nhót thiệt. Hết hộp. Hết hộp gì? Hậu sắc. Mày làm bèm cái gì? Mày làm bèm nãy giờ mày đang rủa tao đúng không? Cầu nguyện rủa nè. Mày cầu nguyện cái gì? Em cầu nguyện cho cô hồn cắt đảng đừng có cột em. Ý mình nói tao là cô hồn cắt đảng hả? Có, cái đó anh nói chứ anh đâu có được làm cô hồn cắt đảng. Điểm đi. Ê kìa, thích thì ra chơi tay đôi với tao mày. Wow. Cái gì? Tao nói mày thích ra chơi tay đôi với tao. Tay đôi hả? Đừng làm thiếu gia em vậy mà. Miệng mày còn hôi sữa mà mày đặt chơi tay đôi với tao hả? Quýnh thiệt luôn. Thôi mày. Mày bắt cóc tao phải không? Bắt cóc tống tiền phải không? Mày muốn bao nhiêu tiền? Nhà tao giàu lắm, tiền đủ đốt chết mày ăn nhóc. Anh ơi, đốt cả ba má anh luôn còn được á anh. Đốt cả dòng họ luôn á. Dòng họ chết cái gì tiền. Rồi tránh vui kìa. Tiền tao không có thiếu. Nhưng mà cái tao cần là mày hiểu không? Cái tao cần là... Đừng làm chuyện em thích. Có hạ mí em làm ơn thả thiếu gia ra giùm đi, em hy sinh. Bà điên hả bà nội? Trời ơi trời. Bà bớt đi, bà ảo tưởng quá.
Đang dùng mỹ nhân kế nín đi. Thôi làm đi anh. Ê, nhìn bà tôi muốn ói rồi chứ làm cái gì. Tao nói thiệt với tụi bay biết, ba đứa tụi bay không đáng giá một xu. Nhưng mà cái tao cần, cái tao cần là muốn tôi xuất hiện như vậy. Wow, nữ hiệp sĩ của anh. Cuối cùng thì nữ hiệp sĩ cũng chịu tới gặp anh rồi hả? Hey, nói chung thì lần đầu tiên anh gặp nữ hiệp sĩ là anh ăn không ngon, anh ngủ không yên, em đã nằm trong tâm trí của anh rồi. Ông muốn gì? Không muốn gì hết, cũng chỉ muốn là hay đến với anh đêm này. Đến với anh cho đời mới say. Nước tắt cũng đấy. Thôi thôi, nó thích đơn ca, nó không thích song ca mà xen vô hoài. Lùng hay nói. Mấy người lo lắng cái gì? Đám đàn em của tôi á, nó cũng ưu ái phụ nữ lắm. U đầu luôn rồi. Trời ơi, ưu ái nó quýnh nhỏ bái trái bài trai luôn rồi. Nữ hiệp sĩ. Em cũng hay lắm. Nhưng anh nghĩ em không hay bằng khẩu súng của anh đâu. Trời, hai lỗ đạn luôn kìa. Trời ơi, chưa bắn trúng rồi nó sợ nó xỉu luôn kìa. Lãng mạn quá. Anh biết em sẽ tới cứu anh mà Nhi. Nhi. Tình yêu lãng mạn. Tôi khùng hả? Bị chối sao vỗ tay. Thích quá. Nhưng lãng mạn hai đứa dễ thương dễ sợ. Hai dẫn nhau đi luôn trời. Thích quá đi. Hai đứa nó thật là hạnh phúc ha. Ê, còn hai đứa mình chị Cúc rồi. Cứu tôi, cứu tôi đi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tôi sợ bóng đêm và sáng lắm. Mà nhìn tôi gì? Tôi sợ cái thằng cuộn chung với tôi quá. Trời ơi, cứu tôi với. Cứu tôi với. Con muốn kết thúc hợp đồng. Kết thúc hợp đồng? Phải. Nhưng tôi thấy cô đang làm rất tốt mà. Cô nên nhớ, số tiền hợp đồng rất lớn, có thể cả cuộc đời cô chưa chắc gì kiếm được. Con biết, con sẽ không lấy một đồng nào của cô. Con chào cô. Giờ lòng em dối gian, sẽ cố gắng chỉ yêu mỗi anh trong đời. Người yêu ơi hãy tin lời em. Nguyện yêu anh mãi mãi, cho dù mai phong ba bão tố, luôn cho anh ấm áp không để người một ngày đau khổ. Chỉ cần người hứa sẽ dù mãi phong ba bão tố, luôn
cho anh ấm áp, không để người một ngày đau khổ. Chỉ cần người hứa sẽ luôn ở bên em thôi, vì em chỉ yêu mình anh. Nguyện yêu anh mãi mãi, cho dù mai phong và bão tố. Luôn cho anh ấm áp, không để người một ngày đau khổ. Mình sẽ cùng bên nhau đi đến nơi chân trời, nơi đó chỉ có đôi mình thôi. 3, 2, 1, diễn. Rồi cắt. Thay cắt cái đôi vô, cắt cái đôi vô. Nhanh, trời ơi, làm này chết anh luôn rồi. Trời ơi, chậm trễ quá. Rồi em ra ngoài mất cúp luôn em. Nè Anh nói nè, bây giờ là kêu là con bé cách ra đây là không có được quay mặt qua nha. Quay mặt qua là chết tôi đó, phải quay lại đó. Em không được quay mặt ra nha. Rồi, tôi thế này rồi, quay mặt ra chết anh luôn á. Cái cảnh này là mấy con cách ra đây nó quýnh nhỏ này bầm dập luôn. Cho nên cô cứ yên tâm nha. Ok. Rồi, chuẩn bị xong chưa? Máy chạy xong hết chưa nè? Máy chạy diễn nha. Xong. Chuẩn bị 3, 2, 1. Quýnh cho tới nha, diễn. Rồi nè, tát mạnh vô anh coi nè, tát mạnh vô. Tát cho nó văng luôn, đó, đúng rồi. Ba, nhảy vô, đúng luôn. Đánh nó, đúng rồi, đánh nó. Quýnh mạnh vô. Quýnh, đúng rồi, quýnh vô đó. Rồi, cắt nè. Chủ nhiệm, cho mấy anh em nghỉ ngơi, ăn uống cái đi. Rồi. Phát lương cho nhỏ cắt cơ đơ cho anh luôn. Rồi. Anh em ngưng tay, ăn cơm đi. Rồi, xong hợp đồng này anh ký, em hợp đồng khác. Rồi, tiền lương của em nè. Hôm nay em quay có cảnh nè, cho nên không có cơm nha. Ngày mai đến đúng giờ nha em. Rồi, anh em mình ra ăn cơm nè. Rồi, anh em qua ăn cơm. Ra. Chào con. Dạ, chào cô. Cô là nhà sản xuất của bộ phim này. Trời, cô là nhà sản xuất bộ phim này. Dạ, con chào cô. Con có một vai nhỏ trong phim á cô. Cô biết, đạo diễn có nói với cô. Dạ. Cô có một việc quan trọng, cô muốn bàn bạc với con. Chuyện gì vậy cô? Đây là thiếu gia con trai của cô đó. Ba nó mất sớm rồi. Cô thì lo chuyện làm ăn nên cô không có thời gian mà lo cho nó. Nó ăn chơi rất là liêu lỏng. Xung quanh nó là toàn là những cô gái hư hỏng không. Cô chỉ sợ một ngày nào đó cũng vì các cô gái này á mà nó chạm trán với các thế lực giang hồ. Nên cô có một đề nghị với con. Dạ sao cô? Cô muốn thuê con làm vệ sĩ riêng cho con trai cô. Không được đâu cô ơi. Con chỉ là cắt đôi đoàn phim, con không có làm vệ sĩ này nọ được đâu. Con gái ơi, cơ hội không có đến lần thứ hai nha con. Đây là cơ hội á để cho con trở thành diễn viên chính. Diễn viên chính? Ừ, vai nữ hiệp sĩ. Nữ hiệp sĩ? Phải. Con trai cô từ bé nó đã thích hình ảnh của nữ hiệp sĩ rồi. Nên con cứ yên tâm, cô tin rằng con sẽ làm được. Con... Cô sẽ trả cho con một cái giá mà chưa có diễn viên chính nào có được. 500 triệu. 500 triệu? Em luôn mong hạnh phúc ấy mãi vững bền, và hứa sẽ không bao giờ lòng em dối gian. Sẽ cố gắng chỉ yêu mỗi anh trong đời. Người yêu ơi hãy tin lời em. Cho dù mai phong ba bão tố, luôn cho anh ấm áp, không để người một ngày đau khổ. Chỉ cần người hứa sẽ luôn ở bên em thôi, vì em chỉ yêu mình anh. Nguyện yêu anh mãi mãi, cho dù mai phong ba bão tố. Nguyện yêu anh mãi mãi, cho dù mai phong ba bão tố. Luôn cho anh ấm áp, không để người một ngày đau khổ. Chỉ cần người hứa sẽ luôn ở bên em thôi, vì em chỉ yêu mình anh. Nguyện yêu anh mãi mãi, cho dù mai phong ba bão tố. Luôn cho anh ấm áp, không để người một ngày đau khổ. Mình sẽ cùng bên nhau đi đến nơi chân trời, nơi đó chỉ có đôi.
trời hạnh phúc đã đến rồi. Chúng ta cùng nhau xuống ăn đám cưới nào. Đi thôi. Tèo 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 tèo. Em đi đâu vậy đồ ngốc? Anh làm gì vậy? Đám cưới bất ngờ, em không thích sao? Em biết không, anh không thể nào sống thiếu nữ hiệp sĩ đâu. Bà chủ đứng đây, bà chủ đứng đây đó. Bà chủ có thấy cô chủ đẹp không? Trời, bà khùng quá, vợ của thiếu gia tất nhiên phải đẹp rồi chứ. Mẹ à, mẹ có đồng ý cho con cưới nữ hiệp sĩ làm vợ không? Đồng ý chứ sao đồng ý, trời đẹp chứ, tôi đồng ý quá trời luôn. Đồng ý, đồng ý. Đồng ý, đồng ý. Đồng ý mẹ. Chẳng lẽ giờ bà chủ đồng ý hả bà chủ? Đồng ý bà chủ. Người đã đồng ý rồi. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bác. Trời ơi, còn bác cái gì nữa. Mẹ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Lấy anh nha nữ hiệp sĩ. Đồ ngốc. Đám cưới vui quá. Giờ lòng anh dối dàng, sẽ cố gắng chỉ yêu mỗi anh trong đời. Người yêu ơi hãy tin lời em. Nguyện yêu anh mãi mãi, cho dù mai phong ba bão tố, luôn cho anh ấm áp. Tôi có bốn đứa con: Hiếu, Nghĩa, Hạnh, Phúc. Và tôi rất thương tụi nó. Ngày ngọn đèn nắng long lanh qua hàng mi, chưa nụ cười em ơi, tiếng chuông chùa đã đổ, ngày rằm tháng bảy đã tới. Vậy là hôm nay sinh nhật của vú. Vú vui quá vì sắp được lãnh lương người già và sắp hết ở đợ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Động quá, bốn đứa con của vú thật là ngoan. Vú à, hôm nay là sinh nhật lần thứ 80 của vú, cho nên ngày hôm nay ta cùng họp bên nơi đây, mọi người chung vui ta hát mừng sinh nhật. Thôi mày im đi Hạnh ơi, mày hát mà tao đàn không được luôn. Vỗ tay không vô luôn á. Em tính múa phụ họa nhưng không biết vô nhịp sao luôn á. Mọi người nín hết đi. Đúng rồi đó Hạnh, con đừng nên hát. Vú cũng tuột máu luôn á. Vú à, nhưng mà tụi con muốn tổ chức một sinh nhật thật là linh đình cho vú. Vú hãy bay xuống đây thổi nến đi vú. Ừ, đợi vú. Vú tuột vú bây giờ. Vú từ từ, vú quên. Vú tưởng vú còn trẻ lắm, vú vui quá vú quên. Vú ước gì đi vú. Ừ, 80 tuổi rồi còn ước gì nữa. Vú hay ước là bây giờ vú đang rất là cô đơn, cho nên là vú ước có một người đàn ông cao to dạm dỡ tới giật vú đi vú. Tuổi này ai mà giật nổi vú nữa, chỉ còn một người muốn giật vú thôi. Ai vậy vú? Quỷ vô thường. Hả? Quỷ vô thường. Vú đừng có nói như vậy vú. Vú còn trẻ, vú còn căng tràn sức sống lắm vú. Vú nói vậy Út buồn. Ôi trời ơi, trong nhà này lúc nào cậu Út cũng nói chuyện khéo nhất. Vú thương cậu Út nhất. Vú muốn hôn cậu Út. Út coi. Vú ơi vú, vú ước lẹ đi vú. Thôi được rồi, vú sẽ ước nha. Vú ước vú sẽ được trẻ lại như thời 20 tuổi. Ước chi vậy vú? Để vú ở đợ cho tụi con 3 đời nữa. Hả lần 2? Đừng có hả, đó là tâm nguyện của vú. Vú đã ở 3 đời rồi, từ thời ông nội của tụi con, qua đời ba của tụi con, rồi bây giờ đến đời của tụi con. Nói chung cả gia phả gia đình con đã bú vú của vú để mà lớn lên. Bây giờ vú muốn vú lập Guinness người phụ nữ ở đợ 6 đời. Trời ơi, tại sao vú có một cái suy nghĩ lạ lùng như vậy hả vú hỡi? Vú ơi, vú đừng nói nhiều nữa vú ơi. Hãy xuống đây thổi nến đi vú. Kìa, nến sắp tàn.
sẵn hết rồi đó. Với lại á, con có chuẩn bị cho Vú một cái hồ bơi long lanh, lung linh, lộng lẫy và luôn luôn lồng lộn. Hả? Có hồ bơi nữa? Đợi Vú một chút. Làm gì vậy Vú? Vô thay bộ đồ bikini ra tắm hồ. Hết lần ba. Chơi vậy là đủ rồi. Giờ tập trung vô đây đi. Con ơi, sinh nhật Vú mà Vú chưa có chơi. Vú lớn tuổi rồi, chú chơi chi rồi, chơi lần cuối Vú chết luôn sao? À thôi Vú không chơi nữa, tụi con vui không? Vui, dạ, vui. Tụi con vui. Sinh nhật Vú tụi con vui lắm Vú. Vui mình chơi tiếp đi. Thôi. Đi vô. Vú à, hôm nay là sinh nhật lần thứ 80 của Vú. Con là lớn nhất, con thay mặt cho anh em. Chúc Vú là có một ngày sinh nhật là tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc Vú sống lâu trăm tuổi. Phước như Long Hải, thọ tỷ Nam Sơn, long lân quy phụng, an lành hạnh phúc. Ăn mau chóng lớn. Hết văn rồi hả? Ủa anh em cô Biên qua đây chơi hả? Tao điên mình à, tao có đem đâu. Ủa vậy là tiếng ai không thú thiết? Vú khóc nè chứ cô Biên nào khóc. Ôi trời ơi, Vú khóc hả Vú? Ủa sao khóc vậy Vú? Sao vậy? Vú cảm ơn tụi con, Vú xúc động quá. Trời đất ơi, thôi Vú ơi, Vú lớn tuổi rồi, Vú giữ sức khỏe, khóc nhiều không có tốt đâu. Rồi coi như hôm nay là nghi thức phúng điếu đã xong. Hả? Con xin lỗi Vú, con mới đi đám ma. Có con bà mới chết 80 tuổi mặc y như Vú. Cái con lộn. Ý con là nghi thức tổ chức sinh nhật lần thứ 80 của Vú đã xong. Dạ. Đó. Rồi bây giờ con thay mặt anh em. Nói đi. Có chuyện cần nói với Vú. Anh nói đi anh. Nói luôn đi anh. Nói luôn. Nói đi. Vú ơi thôi khỏi nói đi. Khỏi nói đi cậu Hai Hiếu. Thôi cậu Ba Nghĩa nói đi. Dạ thì con dạ thì thôi khỏi dạ thưa gì trơn, thân quá dạ thưa gì nữa. Cô Tư Hạnh nói đi. Mày nói đi. Chị nói đấy chị. Thì là gì? Út Phúc nói đi con. Có như vậy cũng không nói được nữa. Cô nói gì vậy? Hai con nói đi Hai Hiếu. Thôi Vú. Vú có đưa cho tụi con nha Vú. Đưa đi Vú. Đưa đi Vú đi. Đưa đi Vú. Trời ơi, Vú là ba đời rồi, Vú biết chứ tụi con thích cái gì là Vú phải đợi. Vú chu đáo lắm. Dạ. Nhớ trơn chứ bộ. Đây nè, thằng Hai trước nè, tới thằng Ba nè, tới con Tư nè, thằng Út nữa nè. Thích không? Đưa tụi con cái này làm chi vậy? Ủa Vú giỡn với tụi con hả Vú? Tờ 2 đô tiền ơi, nó trời cưng dữ lắm á mới cho. Trời đất ơi, thấy cái này em mà cần. Mấy cái này tụi con có đầy. Cái thứ tụi con cần là cái thứ tụi con cần á Vú biết không? Cái thứ tụi con cần á. Trời ơi, cái hộp báo gia truyền đó. Đó, anh nói luôn rồi đó. Thôi, anh là lớn nhất trong nhà, để anh thay mặt anh nói cho. Dạ. Thưa Vú, tụi con á, Vú nhìn đi, tụi con cũng lớn hết trơn rồi. Vú đưa cho tụi con cái hộp báo vật gia truyền mà ba của tụi con gửi cho Vú đó. Đưa cho tụi con đi Vú. Dạ. Đúng rồi đó. Tụi con lớn rồi mà. Thì ra các cô các cậu làm sinh nhật cho tôi là vì muốn lấy cái hộp đó. Cái gì không biết luôn. Các cô, các cậu đừng có mơ. Trời đất ơi. Nhìn Vú, cái mặt Vú vậy con sợ quá Vú. Vú à, nhưng mà cái hộp đó là của... Của các cô, các cậu. Đúng. Nhưng mà cha của các cô, các cậu đã giao cái quyền đó cho tôi khi bà chủ chết. Hoặc ông chủ chết, tôi sẽ đưa cho các cô các cậu. Hoặc là các cô các cậu bước qua xác chết của tôi. Trời ơi Vú ơi, Vú nói vậy mà Vú cũng nói nữa. Vú nghĩ sao vậy? Vú với ba con coi ai chết trước chắc chắn là Vú rồi. Tại vì cái quỹ thời gian sống của Vú rất là hạn hẹp. Bây giờ lỡ như Vú chết rồi ai đưa cho tụi con thì thay gì đó Vú đưa luôn đi. Đúng
đúng chú là cái gì? Trời đất ơi chú ơi, đường gì cũng vậy La Mã mà chú. Chú ơi, dù gì thì chú cũng chỉ là ở đợ thôi chứ gì. Nhưng mà ở đợ ba đời, các cô các cậu sống được là nhờ sữa của tôi. Cho nên tôi rất là hãnh diện ở đợ già làng. Làng nào vậy chú? Làng ở đợ. Trời ơi. Thôi được rồi, nếu các cô các cậu muốn lấy thì tôi phá luật, nhưng với một điều kiện, tôi sẽ giao cái hộp đó cho một trong bốn người. Một người? Một trong bốn người? Một người trời ơi, cái gì vậy? Bây giờ vậy nè, tụi bay cứ để tao đại diện tao lấy đi, xong rồi tao chia cho tụi bay. Anh nói cái gì vậy hả? Em là con gái duy nhất trong nhà này, có nghĩa là bây giờ em con gái em dễ nói chuyện với vú, thì để em nói chuyện với vú, em lấy cái hộp rồi em chia lại cho mọi người. Anh chị thôi đi, nói như vậy mà cũng nói được hả? Em là em út cho nên là em sẽ giữ. Tại anh chị không nghe hả? Người ta nói là giàu út hưởng, nghèo út chịu, mấy cái chuyện này khó để em chịu cho. Mày nghĩ sao vậy hả? Tao là con gái duy nhất cho nên là tao phải hưởng cái hộp đó của má để lại cho tao. Gì vậy trời, gì vậy trời? Người tự nhận mình con trai đầu lòng, người con trai út, đứa con gái độc nhất, còn tôi là gì? Mày là đồ bỏ rồi, đừng có bạn vô đây. Không dám đâu à, tôi không phải là thuộc dạng đồ bỏ, tôi không phải là đồ dạt nha, tôi nói cho mấy người biết nha. Nè đây nè, con trai đầu lòng mà lọt ra là tại sao? Là do cha mẹ bồng bột, thấy không? Hai người đó bồng bột mới đẻ ra mấy người đây, thấy không? Còn tôi là tinh hoa của tình yêu của hai người đẻ ra đứa con thứ hai, còn đứa con thứ ba, thứ tư bể kế hoạch quá gia đình. Thôi mày bớt nói nhảm giùm tao cái nghĩa. Ăn nói gì nhảm nhí vậy? Bây giờ tao nói nè, tao là anh cả, tao lớn nhất ở đây đúng không? Thì bây giờ tụi bay cứ để tao lấy trước đi. Đâu phải là tao lấy cái đó rồi tao ăn giọng một mình tao đâu. Chứ làm gì? Cho tao còn phải chia vợ con tao nữa chứ. Đúng rồi. Vợ con sao mà có vợ con anh này? Trời ơi. Sau đó cũng có phần tụi bay được chưa? Không có phần vợ con. Trên đời này không ai tin ai hết trơn á, lòng người khó đoán lắm anh ơi. Chứ bây giờ tụi bay tính sao? Bây giờ giao cho em. Tại sao không giao cho tao? Em là con gái và em rất là giống má, cho nên má phải lấy cái hộp đó là đưa cho em. Đây đây cái bà này, tôi thấy bà là khác loài nhất trong bốn đứa. Bà thấy trong bốn đứa con không? Ba đứa này giống nhau bà nè, thấy không? Tại vì có gương mặt là con trai, còn bà là con gái, mà khác loài nhất. Bà là khác loài nhất. Vô lý. Em thấy anh Nghĩa đó đúng đó. Em nói trong nhà này là chị khác mẹ nhất. Em không biết là ngày xưa mẹ có lượm nhặt chị ở đâu về nuôi không nữa. Nói cái gì vậy? Cái hổ hả? Tụi mày ép hổ nhặt hổ này. Thôi! Bây giờ cái hộp giao cho ai? Cho con nè, nín đi. Chưa ra thì mở pho đi đi. Hôm nay sinh nhật vú à, dậy đi tụi con. Sinh nhật mà chơi đi, mặc căng thẳng chi, tung nước. Nhảy đi, vui, chơi đi. Nhảy hết mình đi, xin được chú mà, quẩy lên. Bà ơi. Ăn tiệc xong rượu vô, đợi vô, vô dọn cho ăn nè. Không biết bà vú bà giấu cái hộp kho báu ở đâu nữa. Một ngày bà tưới cây 3-4 lần, rất có thể cái hộp kho báu bà sẽ giấu ở đâu đó trong cái khu vườn nhà mình. Phải cố gắng thôi. Sao có gì đây? Vô lý thiệt. Trời ơi, cái vườn ai trồng cái cây gì đem nuôi cái ghê vậy? Chán thiệt, không có nữa. Kỳ vậy ta. Vú hả vú? Vú chứ ai. Còn vú làm chưa? Còn hết hồn luôn á. Vú làm gì ngoài này vậy? Tưới cây chứ làm gì. Con làm gì ngoài này vậy? Thì con ra con tìm cái hộp báo vật đúng không? Không không. Con ra đây con. Con coi ngắm cây cỏ vậy thôi à vú. Vú nuôi con từ nhỏ sao vú không biết. Cả đời có bao giờ con thích bông đâu mà ngắm cây cỏ. Vú, con mời vú ngồi. Vú, vú ngồi đi vú. Vú đứng như vậy là vú mệt lắm. Vú ngồi đi vú. Yên tâm đi, vú học võ công con biết mà.
Vũ có thể lướt trên đôi giày 2 tấc mà không nghe tiếng động. Trời, hèn chi hồi nãy Vũ tới đây hồi nào mà không biết luôn công nhận. Võ công của Vũ dữ thiệt. Vũ đâu phải quỷ đâu con, mà lướt tới con không biết. Tại lúc đó con đang chăm chú là một chuyện ác gì đó phải không? Con bắt sâu. Con sợ sâu nó làm hư cây nhà mình đó Vũ. Vũ nuôi con từ nhỏ Vũ biết mà. Vũ ơi. Cái gì? Nay Vũ đẹp dễ sợ. Nay thần sắc của Vũ đẹp ơi là đẹp. Vũ nó nghe nè. Vũ thương con lắm đúng không Vũ? Nhất nhà. Vũ nhìn con nè. Con nhỏ xíu con vậy nè. Vũ nhớ không? Con nhỏ con là con bị sinh thiếu tháng đó. Ừ, thiếu 2 tháng. Thiếu 2 tháng, trời ơi, ngày xưa mẹ con buồn biết bao nhiêu luôn. Ừ. Lo sinh thiếu tháng, giờ tới lớn thân xác cũng không phát triển được như mấy đứa em. Ừ. Đó, rồi ba mẹ con lo biết bao nhiêu. Mà mẹ con nói thiệt, ba mẹ ruột luôn á. Thời điểm đó cũng lo cho con không bằng Vũ. Con mới đẻ thôi chứ con biết suy nghĩ lắm. Lúc đó con nhớ Vũ, Vũ thương con, Vũ ôm con, ôm ấp con trong lòng vậy nè. Nhờ có Vũ con mới vượt qua được nguy hiểm lúc nhỏ đó. Con vững tâm mà. Con nói trời ơi, Vũ thương mình như vậy, không lẽ mình không vượt qua được cái nguy hiểm trước mắt hay sao? Con mới vượt qua, con sống tới thời điểm này là để sau này á, khi mà Vũ già, để con được phụng dưỡng cho Vũ đó. Vũ già rồi con, năm nay Vũ 80 rồi. Thì đó, đương nhiên là con sẽ phụng dưỡng cho Vũ tới khi nào mà Vũ không còn sống nữa, Vũ không còn thở nữa. Vũ có nhắm mắt ra đi, con hứa với chú, lúc đó con sẽ là người đau lòng nhất. Ba má con chết không đau lòng bằng Vũ chết. Hả? Đó, lúc đó con sẽ khóc, con hứa với Vũ luôn. Anh em, đứa nào mà ra mà khóc lớn hơn con chết liền. Rồi Vũ thích bài hát gì á, con sẽ hát tặng Vũ. Con hát sống, không cần mướn ban nhạc để thấy được cái tấm lòng của con. Con là giám đốc á, con dám làm vậy luôn hả? Con là giám đốc mà Vũ, Vũ nghĩ đi. Dưới trướng con có biết bao nhiêu nhân viên, con có thể sai tụi nó làm bất cứ điều gì. Nhưng mà con không làm như vậy. Để con thể hiện được cái tấm lòng của con dành cho Vũ, bù đắp lại cái công ơn ngày xưa Vũ đã lo cho con như vậy. Vũ thích bài gì lúc đó con hát cho Vũ nghe. Con đánh trống, con thổi kèn luôn. Cái gì? Lúc động quan Vũ con làm điều đó luôn hả? Con làm hết 3 ngày 3 đêm. Sau đó cho của Vũ, con sẽ rải ra biển Đông hoặc là bất cứ nơi nào Vũ thích. Trời ơi, ngày xưa Vũ nuôi con, lúc đó con thiếu 2 tháng. Vũ nuôi con, lúc đó Vũ bự con lắm. Dạ. Mà bây giờ Vũ rút người lại còn có chút xíu vậy nè. Không ngờ vì một cái hộp báu vật mà con có thể xạo tới như vậy. Vũ nói vậy là Vũ coi thường con. Đập đầu cũng chết. Thôi đừng mà, cậu Hai Hiếu. Con thương Vũ thiệt tình luôn. Con nhìn Vũ như vậy nè, ngày nào cũng đi ra đi vô tưới cây vậy, sức khỏe của Vũ không có. Cái đó mới là cái điều quan trọng nhất của con. Vũ đã thương con tới như vậy, cái người của Vũ rút lại như vậy còn nhỏ hơn con nữa. Thân thể của Vũ, Vũ còn không màng tới. Chẳng lẽ nào có một cái hộp mà lại Vũ lại giấu con đúng không Vũ? Hả? Cũng về lại cái hộp hả con? Vũ nói con nghe nè. Thật ra cái hộp đó ba của con giao cho Vũ giữ. Dạ. Chứ Vũ đâu có lấy đâu mà Vũ phải giấu. Dạ đúng rồi. Vũ để công khai. Vũ để đâu? Quan trọng là Vũ để đâu. Vũ để đâu? Vũ chỉ cần ngồi Vũ nói thôi. Vũ không cần phải động tay động chân gì hết. Rồi sau này á, Vũ chỉ cần ngồi im một chỗ, Vũ ăn uống gì con đút. Vũ không cần làm gì, Vũ chỉ việc thở tới cuối đời. Vũ thở không được, con sắm cho Vũ cái máy thở luôn. Dữ vậy hả? Bây giờ con biết hát bài gì? Con hát một bài tặng Vũ. Có lỡ Vũ chết rồi Vũ đâu có nghe được. Bây giờ Vũ sống Vũ mới nghe được chứ. Vũ thích là con làm hết. Đó ma. Đây là cây kèn. Đó ma, bây giờ người ta thấy hay hát bài này. Nếu mà Vũ không thích, Vũ cứ nói con đổi bài. Bài tình cha đó chứ. Vũ là phụ nữ mà. Ê, quên, con quên. Nếu mà Vũ là phụ nữ, con sẽ hát cho Vũ nghe bài Lòng Mẹ nha Vũ. Trời ơi, bài này Vũ thích. Vũ yên tâm, xuôi tai, nhắm mắt. Vũ ơi, bây giờ không phải là lúc chết. Vũ ơi, Vũ, bây giờ nè con nói Vũ nghe. Vũ ơi, trời ơi, đừng có nói con đàn cái Vũ chết thiệt nha Vũ. Chứ con muốn gì ở Vũ nữa?
Vú chỉ cho con cái hộp ở đâu rồi vú muốn chết đâu là mặt vú. Ê, vú không có giấu cái hộp đó đâu. Vậy thì chính xác là nó ở đâu? Vú để trong khu vườn của mình nè, để thiên nhiên. Ê vú, vú kiếm đi con. Thiên nhiên nhưng mà chỗ nào thiên nhiên? Trời đất ơi, bây giờ thế kỷ gì rồi mà còn tồn tại một cái bà già bá đạo vậy trời? Tưởng tôi nản hả? Không có đâu, tôi xới tung cái khu vườn 2000 mét vuông của nhà này lên luôn. Vô đi cô Tư. À, sao vú biết con vậy hả vú hỡi? Vú nuôi con từ nhỏ mà, cái bước chân của con thôi là vú đã biết cô Tư hay là cậu hai, cậu ba hay cậu Út. Vậy thì con có thể vô được không hả vú hỡi? Welcome baby. Dạ. Chào vú. Cô Tư định tặng quà cho vú đúng không? À, làm sao vú biết vậy hả vú hỡi? Vú nuôi con từ nhỏ mà, vú phải biết chứ, cái hơi của con thôi là vú biết con muốn cái gì rồi. Khi nào có chuyện căng thẳng con sẽ tặng quà cho người khác. Vú thật là tinh tế, tại sao vú có thể nhìn và vú cảm nhận được cái hơi của con vậy vú? Vú nói giỡn với con vậy thôi chứ thật ra đằng trước có đặt 3 cái camera. Cái gì? Ngoài cửa vú có 3 cái camera? Ba còn gắn cho vú hả? Không, vú tự gắn để bảo vệ mình chứ. Sao vú giàu dữ vậy vú? Ở đợi ba đời mà không giàu sao được con. Bây giờ già sắp chết rồi, bung ra đợt cuối chơi hết mình. Dạ vú, con có cái đồng này muốn tặng cho vú nè. Tặng quà đúng không? Dạ. Thôi đừng có tặng quà, con là người tinh tế mà. Tặng cho 20 người cũng chỉ có một mẫu đầm mà thôi. Giữ lấy, quà đây với vú. Vú chỉ có nhẹ nhẹ mấy chục cao đầm này thôi. Đồ cưới đó, đồ cưới tước ở dưới Auron Thủ Đức mà còn phải lên đặt đồ của chú mà. Chú ơi, chú ơi, tại sao chú có nhiều áo đầm, có nhiều sơn rê vậy hả chú? Trời đất ơi, sao cái nào cũng đẹp hết trơn vậy hả? Trời ơi, đẹp quá à. Con đừng có chùm vô, con không có cơ hội mặc đồ cưới đâu. Ủa sao vậy chú? Thường những người vô duyên như con ít ai lấy lắm. Chú này chú kỳ quá à. Mà chú, tại sao vậy? Chú ở đợ thôi mà, tại sao chú giàu như vậy? Chú hết lắp camera rồi, bây giờ chú có mấy chục cái áo đầm nữa. Nhà con giàu, chú ở đợ, bất mớ gì chú giàu hả? Tiền đâu ra? Bởi vậy mới nói, tại vì chú có một cái nhan sắc mà cả gia phả gia đình con ai cũng thích, đó là chú rất giống mẹ con. Chú nói, chú có biết không, mẹ con mất sớm, con nhìn chú, gương mặt của vú từng được nếp rất là giống má con, cả hơi thở cũng giống má con. Hình ảnh của vú nằm ở trong lòng con, trong tận đáy lòng con. Con xem vú giống như là má của con vậy. Vậy mà con cũng làm được luôn hả? Diễn giả hả vú? Giả lắm luôn á. Và có niềm tin là được hết vú à? Ừ, con tin dữ lắm, mà vú cũng tin con làm được nữa. Dạ vú ơi, vú ơi, con muốn lấy hộp báu vật đúng không? Dạ đúng rồi đó vú, cái hộp báu vật đâu vú? Ừ, vú sợ con mệt cho nên vú vô vấn đề chính luôn đó. Vú đưa con cái hộp báu vật đi vú. Nhưng không được. Sao vú vậy? Phải giữ uy tín của một người ở đợ. Ở đợ mà làm gì có uy tín? Có chứ con. Ở đợ là một nghề truyền thống, từ đời này qua đời khác nó sẽ tiến bộ dần dần lên trong xã hội. Và nghề này đặc biệt mình phải uy tín với chủ. Một khi mình đã hứa cái gì rồi, nhất định mình sẽ giữ lời hứa với chủ. Con đừng nói gì nữa. Trong cái phòng này đặt tới 30 cái camera đó.
sao tới 30 cái dữ vú ơi. Tôi dựng hình cho nó sinh động. Con có quyền không nói, nhưng những lời con nói vú sẽ ghi hình dựng thật là sinh động, làm MV cho ba con coi. Ơi, nhìn trang trí sạch sẽ sang trọng ghê. Con về nha vú. À, con không quên chúc vú một buổi tối thật là vui vẻ nha vú Khởi. Một giây sau sẽ quay lại lấy cái giỏ. Bà già bá đạo. Hiếu, Nghĩa, Hạnh, Phúc đã đối phó được hai đứa rồi, còn hai đứa nữa chờ vú nha. Vú có ba cái tay luôn hả vú? Không, cái này cái chân con. Ủa, cái này cái chân hả? Ờ. Trời, sao nó ngắn giống cái tay vậy? Tập dữ lắm mới được. Tập cái gì vú? Ngày xưa cái chân này nó dài gấp đôi cái tay, nhờ tập bây giờ tay chân mới bằng nhau đó con. Ờ vậy hả? Vậy là có lợi hay có hại? Có lợi đó con, nó đều đó. Mình mua đồ nó dễ, nó gọi là tập kinh khí cầu. Hả? Kinh khí công. À, gọi là tập khí công á vú. Đúng rồi. Con nghe người ta nói là tập khí công như vậy nhiều á là hả, là mình có thể tỏa ra khói á vú. Ngày mai vú sẽ mua pháo bông bắn lên cho nó có khói. Không có phải, ý con là người mình tỏa ra cái sức nóng á nó tạo ra khói luôn á vú. Cái đó trong phim thôi, còn ở ngoài đời vú tập 70 năm rồi, 10 tuổi vú đã tập rồi. Không có. Vú có biết không, từ nãy tới giờ con đứng đây nè, con cảm nhận có hơi nóng từ vú truyền qua con luôn á. Còn con đứng thêm một chút xíu nữa là con nóng ran người, nó tạo ra khói luôn á vú. Trời ơi, nóng quá vú, nóng quá vú, nóng quá vú. Chi cực vậy con, vô mục đích chính đi, con muốn gì ở vú? Con muốn hỏi thăm vú. Hỏi thăm gì con, ở đây đâu có ai đâu mà con rình rập dữ vậy. Dạo này anh chị con làm phiền vú nhiều lắm đúng không vú? Có, nhưng mà vú không có thấy phiền. Không, chắc chắn là vú phiền. Phiền xong rồi vú mới cảm thấy bị stress, xong rồi vú ra đây vú tập khí công nè. Không, anh chị của con có gặp vú nhưng mà vú không có thấy phiền. Tại vì anh chị của con chỉ hỏi có một câu thôi. Hỏi gì vú? Họp báo giật ở đâu? Hỏi gì vú trả lời sao? Ai biết. Vú làm như vậy là chính xác, đúng với ý của con rồi. Sao vậy? Tại vì anh chị con có mua đồ, vú đừng có đưa cho ai hết. Vú không có đưa đâu. Dạ, anh chị con rất là kỳ. Con nhỏ nhất nhà nhưng mà con không có nể ai hết. Sao vậy con? Biết là vú không bao giờ đưa cho anh chị con rồi mà vẫn tới để mà làm phiền vú. Đúng rồi, tại vì vú thương con nhất mà. Đúng rồi, vú là người thương con nhất nhà. Nhưng mà mỗi lần mà nghĩ tới cái việc đó vú, con thầm trách bản thân con nhiều lắm vú. Vú có biết không, cái hồi còn nhỏ đó vú, cái ngày mà mẹ con sinh con ra đời đó vú. Trời ơi, mấy đứa này nó học chung có một quyển hay sao? Sao con? Mẹ con sinh con ra đời là con cảm thấy bất hạnh lắm rồi. Sao bất hạnh? Vô nghĩ đi, bao nhiêu tin qua ba mẹ con truyền tới anh con, chị con, rồi tới cái lúc mà đẻ con ra là ba má con chỉ còn cái cặn thôi. Con tuổi thân nhiều lắm vú, nhưng có một người, có một người luôn luôn giúp đỡ con, ở phía sau hậu thuẫn cho con. Đó là vú đúng không? Dạ đúng rồi. Vú, vú nhớ lại đi, cái ngày xưa đó vú, con lúc nào cũng bú sữa của vú, đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà vú, con không phải là một cái thằng bú sữa bình thường vú. Con là một cái thằng rất là hiếu động. Mỗi lần bú sữa của vú là con luôn cào cấu vú. Con đem vú ra con giật tới giật lui giống như là... Vú biết mà, con nít người ta chỉ bú 3 lần, còn con bú tới 6 lần. Trời ơi, tại sao tôi lại xấu xa như vậy? Tại sao bình thường người ta bú 3 lần mà tôi bú tới 6 lần? Tôi có phải là quỷ không? Vú nói đi, tôi có phải là quỷ không? Không, con là một đứa con nít rất dễ thương. Rồi chú nhớ đi. Nhờ vậy mà con mới cao nhất nhà đó con. Tới năm 2 tuổi là tất cả con nít cai sữa. Nhưng riêng con không cai sữa. Tụi nó chuyển qua chế độ ăn cơm với thịt với cá. Con cũng ăn cơm nhưng không ăn với thịt với cá. Con chan sữa vô làm canh, con húp với cơm. Con làm viền vú mà sữa đâu ra?
sữa là từ vú tuôn ra. Thì đó, vú nuôi con, vú biết ý của con, vú nuôi con từ hồi mà con đỏ hỏn vậy nè, cho đến lúc lớn giận vợ gả chồng cho con, cho nên nãy giờ con diễn sâu lắm đó. Vú, nó con diễn này sao vú? Con đừng làm vậy chi cho nó đổ mồ hôi, nó mệt. Vú biết mà, vú đã hứa rồi, vú không có đưa cái hộp báu vật. Cái gì vậy con? Đừng có đưa cái hộp báu vật cho ai cả. Con cứ bình thường đi, các anh các chị của con đang lục tung tất cả các phòng khác, không có rảnh đâu mà ra đây mà con lo. Ý con nói là vú đừng có đưa cái hộp báu vật đó cho ai cả. Đúng rồi, vú đã hứa rồi, chỉ đưa trong một trong bốn đứa thôi, với một điều kiện. Điều kiện gì? Vú nói đi. Điều kiện gì? Lên rừng xuống biển làm cái gì con cũng làm cả. Không, chi cực vậy. Con chỉ vô hỏi ba con đồng ý là vú đưa liền. Chứ vú sẽ vô tập khi công để bớt nóng. Chứ còn con xả vai bớt diễn. Không, không, không có diễn gì hết. Vú là nói chuyện như không vậy. Bây giờ phải đi hỏi ba nữa thì tôi đang nói chuyện với vú làm cái gì? Vú đừng có xạo với tôi nha. Không để mặt vú ở nhà tôi lâu á hả? Tôi đã cắt không cho vú làm vú nữa rồi. Ngày nào bà cũng ra đây, bà canh cái gì ở đây? Chắc chắn bà giấu cái hộp báo vật ở quanh đây đúng không? Tôi sẽ kiếm ra cho bà. Đúng là bà già bá đạo. Bà giấu đúng. Trong những bộ phim trinh thám, con người ta hay giấu chìa khóa mật thất vào trong những trang sách. Và bây giờ mình sẽ tìm trong những trang sách này, mình tìm ra chìa khóa rồi. Một khi mình có được cái chiếc chìa khóa đó, mình sẽ đi tới mật thất, có một cái cửa, mình mở một cái cách. Mật thất mở ra, có ngã ba đường, đi bên trái, ha ha, mãng xà tới tấn công. Đi bên phải sẽ có mũi tên bắn lòi con mắt. Cho nên mình phải đi thẳng. Nhưng không, ta không đi thẳng, ta sẽ lòn xuống dưới. Bởi vì sao? Một khi ta đi thẳng sẽ có một cái dao chém ta đứt đầu. Một khi tới đường cùng, nhưng đó sẽ không phải là đường cùng đâu, đó là một cánh cửa mật thất khác. Nó có một câu hỏi, nó hỏi ta 1+1 = mấy. Và ta sẽ lời 1+1 = 2, ha ha, mũi tên bắn lòi con mắt thứ hai. Cho nên ta sẽ không bao giờ trả lời như vậy. Làm sao mà đố dễ dàng như vậy được? Cho nên ta sẽ trả lời từ 1, 2, 3, 4, 5. Kinh, mở cửa. Trong đó có một cái rương, mở cái rương ra. À, hộp báo vật của cha ta để lại. Ôi, mình đúng là thông minh, mình thật là thông minh. Bây giờ mình sẽ kiếm cái chìa khóa trong những trang sách này. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đang nằm ở đâu? Chìa khóa trong có đây. Chìa khóa có đây không? Hả? Chìa khóa cũng không có đây luôn. Cô này luôn, không có đây. Khóa sẽ đâu? Chìa khóa đây. À, trời, trời vú, con tụi nó là xác ướp Ai Cập không đó? Chìa khóa mật thất. Trời ơi vú ơi, trời ơi vú dễ thương quá. Chìa khóa mật thất đây rồi. Mật thất nằm ở đâu chỉ con đi nè. Ra cửa quẹo phải. Tôi toilet mà. Đúng rồi con, con nên vô toilet để suy nghĩ lại những điều con vừa mới nói và vừa mới làm. Vú gạt con, vú đánh trống lãm con. Vú kêu con vào toilet để suy ngẫm. Nhưng không, trong toilet nó có cái gì? Trong toilet nó có cái hầm gì trong đó? Toilet nào mà không đào hầm con? Đúng rồi đúng không? Trong cái hầm nó có cái gì? Trời ơi, buổi sáng thường con giật nước thì cái gì trôi đi, con muốn lấy lên à? Trời đất ơi, nghĩ tới cái nhẹ người liền luôn á. Ôi trời, 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 bậy bậy, bỏ hết, bỏ hết, bỏ hết. Vú, trời đất ơi, tao có gì đâu, con đâu có vô đây con kiếm gì đâu. Tại vì con đói bụng quá, con vô đây con kiếm sách con ăn. Con ăn được sách luôn hả? Dạ, đói bụng. Tại hồi nãy cả nhà báo không có nấu cơm. Cho nên vú cũng không có nấu cơm cho cả nhà. Vú thì không ăn cơm. Dạ. Nhưng con cứ vô tủ lạnh. Dạ. Có cái chén yến của vú, con ăn tạm đi. Trời đất ơi trời, cả gia đình của tôi ăn mì gói cả tuần nay mà bà vú ăn yến lần sao? Thôi mà không sao, cái chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng bây giờ là con phải lấy được chìa khóa mật thất. Và vú chỉ cho con cái mật thất đang nằm ở đâu để con mở ra. Nhà mình làm gì có mật thất, chỉ có phòng của vú. Trong đó có đựng cái hộp báu vật mà con muốn kiếm. Đúng rồi, vú giữ luôn cái hộp báu vật đó, đâu cần chìa khóa làm chi.
Vú. Theo Vú, bây giờ con sẽ vô căn phòng quyền lực nhất của nhà này. Vú thương con quá. Vú, Vú là tất cả. Vú ơi, Vú ơi, Vú. Cậu vào đây. Đây là căn phòng có 33 cái camera. Wow. Trời, camera bộ đổ đóng đồ giạc hay sao mà gắn nhiều dữ vậy trời. Cậu làm cái gì vậy? Thì mấy đứa mà đứng trước camera nó hay làm vậy, tao ghi hình lại. Cậu làm nhiều lên đi. Tôi đang phóng trực tiếp. Ở ngoài hàng rào ai cũng có thể thấy được cậu. Bộ bà Vú đó giờ ăn cắp giặt nhiều lắm hay sao mà ba con gắn camera giám sát vậy? Làm gì có chuyện đó. Chuyện này mới là chính xác nè. Lúc cô cậu không có ở nhà, ngôi nhà này tất nhiên chỉ có một mình ông chủ. Ông chủ thì tôi coi như con rồi. Nhưng 60 ông làm giường thì không thể nào tin mấy ông được. Vì người đàn bà quyền lực nhất trong ngôi nhà này là tôi. Và tất nhiên chỉ có một mình tôi đẹp nhất. Cho nên 33 cái camera này để bảo vệ cho tôi. Trời đất ơi. Ủa bảo vệ cho Vú làm chi cho cực chứ trời, tốn tiền. Trời ơi, muốn bảo vệ Vú á, lấy cái đóng một cái chuồng bằng sắt nè đó, coi mà nhốt Vú trong đó khóa lại không ai đụng được Vú. Nhốt Vú trong chuồng thì ai giữ cái hộp báo vật cho gia đình cậu? Ờ ha. Nhắc cái hộp báo vật mới nhớ. Đâu Vú, Vú đưa báo vật cho con đi. Trời ơi, cười là gì dữ rồi, lẹ đi, lấy đi. Cái hộp nó cổ ghê chưa? Chắc trong đây là đồ cổ đúng không Vú? Chắc là một viên bảo ngọc hồng hay là một viên kim cương đen. Ồ, thôi giờ vậy đi, Vú cậu hôn con đi, Vú sẽ trao cái vật này cho con. Con cứ mơ ước đi. Con duyên bé Tư giống nhau lắm, chắc ít có cơ hội đó xảy ra. Ủa là sao? Thì sẽ không có cơ hội lấy vợ mà. Không cần tới Vú nữa, con tự tay con mở. Chùm gì đây? Tóc. Tóc ai? Vú. Con Vú đưa con chi? Thì con đòi hộp báo vật. Vú ở trong gia đình của con ba đời rồi, từ lúc tóc xanh cho đến tóc bạc. Ủa nhưng mà con cần báo vật là báo vật của ba con mà. Báo vật của Vú thì Vú có thể cho con được. Cả đời của Vú, còn cho cả gia đình con được mà. Thương con lắm mới cho đó. Còn báo vật của ba con hả? Never. Never. Trời đất ơi, giờ đem này về đó quét bụi hay chi vậy trời? Vú ơi, Vú không thương con nữa Vú. Quân pháp bất dị thân. Đạo đức của người ở đời không cho phép nhìn ra cửa. Cút! Bà già bá đạo. Có tô vít không? Gì vậy mày? Bấn cái này ra. Có bị điên không? Gì? Quay. Lại đây, lại đây. Bù hết lại đây. Hết cách. Mình lục tung cái nhà rồi mà vẫn không tìm được cái hộp kho báu. Bây giờ làm sao đây hả anh hai hỡi? Sao tao ghét cái câu của mày ghê, mày hả là ra hả, mày hỡi ra hỡi được không? Em là cái thích cái vốn từ như vậy hả anh hai hỡi? Ơi, nhức đầu quá. Chúng ta đã không tìm được rồi. Lục hết những ngóc ngách trong nhà mà vẫn không ra. Chỉ còn một chỗ thôi. Cái nóc nhà mình chưa có lật lên nè. Ê, có khi nào bà Vú bà giấu cái hộp đó trên nóc nhà thiệt không? Đó. Nghĩ làm sao vậy? Bà Vú bà già lắm rồi, bà đi còn không nổi, nghĩ sao bà bay lên nóc nhà bà giấu cái hộp? Chị đúng rồi, đàn bà con gái không có biết cái gì á. Bà Vú hả, bà luyện khí công. Có khi nào mà bà luyện luôn kinh công không? Ban đêm cả nhà mình ngủ xong mà bà lén bà bay kinh công lên trên mái nhà bà giấu trên đó không? Trời đất ơi, mày nói thì vô lý. Bà Vú chứ phải bạch cốt tinh đâu bay lên bay xuống. Mày đó, mày mê phim dữ lắm rồi đó. Em nói có lý mà. Thôi bây giờ bỏ qua cái vấn đề mà trên mái nhà đi. Em biết còn một chỗ mà anh em mình chưa có kiếm. Chỗ nào? Ở đâu? Đừng có nói cho ai biết nha.
ở trong phòng 3. Trời đất ơi, trong phòng 3 có 80 cái lớp cửa, 800 cái ổ khóa, mà vô đó được chưa chắc mà ra được nha con. Không được hả? Qua. Bỏ qua cái phòng 3 đi. Gì vậy? Em biết còn một chỗ. Nãy giờ mày nói mấy chỗ rồi, mày nói chỗ này mà không trúng nữa mày coi chừng tao đó. Không, em chắc chắn chỗ này có. Chỗ nào? Chỗ này anh em mình chưa có kiếm. Ừ, nào đi. Chỗ nào? Đừng có nói cho ai biết nha. Ừ. Biết rồi. Bàn thờ má. Mày nghe, Thiên Lâu chụp hình mày nghe mày. Chụp hình là sao? Trời ơi, là ông trời đánh mày đó. Má đã yên nghỉ trên đó rồi, để cho má yên nghỉ mình lên mà quậy bá hà. Tao nói tụi bay im lặng hết đi, để im tao suy nghĩ. Thì bây giờ anh suy nghĩ đi. Anh cứ suy nghĩ đi. Nào đó, giờ tụi em cũng đã suy nghĩ rồi. Bây giờ anh cứ tập trung vào trong đầu của anh suy nghĩ coi là cái nỗi ngóc ngách ở trong nhà ra làm sao. Thôi, tập trung làm gì mà hỏi hoài vậy? Thì bây giờ cho anh hai suy nghĩ. Bây giờ em phải suy nghĩ chung với anh hai đi. Bây giờ anh hãy suy nghĩ. Hỏi từ từ, anh suy nghĩ. Ui da. Tụi bay có để im cho tao suy nghĩ không? Dạ thì bây giờ anh cứ suy nghĩ đi. Đâu nói gì đâu. Không nói gì đâu. Không suy nghĩ hết. Không nói gì đâu, mình nói đèm bèm đâu. Tao nghĩ bà Vú, dù sao bà cũng chỉ là ở đợ nhà mình lâu năm, bà cũng chỉ là người ngoài thôi, không thể nào để cho bà giữ cái hộp báu vật của anh em mình được. Đúng, việc mình giật mình mày. Anh hai nói đúng. Đi chứ. Mình phải làm sao? Ôi trời ơi, anh hết hồn luôn. Bây giờ mình phải làm sao để hả anh hai khởi? Trời, tao nói thiệt luôn á, tao không hiểu sao mà ba má không bóp mũi tụi bay từ lúc mới đẻ ra. Bây giờ là tất cả nghe tao đi. Dạ. Theo anh hai, mình phải... Ma! Ma Vú. Ma Vú. Vú, 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 Ma, Ma. Vú mới gọi đầu. Tôi nghĩ là Vú nên ra tiệm hớt tóc hớt đầu đinh luôn đi. Định hớt mấy lần rồi đó mà thằng hớt tóc nó không dám hớt. Sao vậy? Nó sợ tối Vú về Vú đòi. Trời ơi, Vú ơi. Mày mau bớt xả tóc lại nha Vú. Vú, Vú quỷ, Vú ơi. Sợ hả? Đẹp gần chết. À, khoan. Cái gì vậy? Cái ghế đó là cái ghế của má con. Mà má con chết rồi. Nhưng cái ghế đó vẫn là cái ghế của má con. Vú chỉ lao cái đầu con sư tử thôi mà. Vú biết thân, biết phận của Vú là Vú phải ngồi ở đâu. Vú là ở chỗ này. Phải không bà chủ? Cái gì? Làm gì giật mình? Mình là người ăn người ở trong nhà, sai thì mình xin lỗi chứ có gì đâu. Phải không bà chủ? Tụi bay. Hả? Dạ sao? Tụi bay nhìn qua cái ghế, tụi bay có thấy cái gì không? Cái hộp báo vật. Anh chị biết đó là cái gì không? Đó là cái hộp báo vật hả? Tao biết rồi. Rồi. Đúng. Đó là hộp báo vật. Má. Mà má còn để lại mấy chục năm nay. Ba đã nhờ bà Vú giữ giùm. Vú, tôi xin lỗi Vú. Ba, ba không thể ngờ ba lại mất mẹ con nhanh đến như vậy. Sau khi sanh thằng Út được một thời gian thì mẹ con mất một căn bệnh nan y, không cách nào cứu chữa được. Anh và Vú hãy hứa với em, khi nào anh mất mới được giao cái hộp này cho các con. Anh nhớ nha, khi nào có chuyện cấp bách mới giao cho các con. Anh và Vú hãy hứa với em nha. Hứa, anh hứa với em. Em yên tâm đi, rồi em sẽ khỏe lại mà. Anh và các con sẽ chờ đợi em. Em sẽ khỏe lại. Em xin lỗi anh. Em Nghĩa, anh con, bà Vú, em tỉnh lại đi. Em yêu Nghĩa, anh con, bà Vú.
má sắp nhỏ. Tôi xin lỗi bà vì tôi không dạy dỗ mấy đứa con mình nên người. Ba ơi! Bà! Ba ơi! Ba! Các con muốn biết ở trong họ bà đựng gì không? Dạ. Đó là bốn cái cuốn rúng của hiếu, nghĩa, hạnh phúc mà ba má của các cô, các cậu đã giữ gìn coi như một báu vật. Cái gì kỳ vậy? Tại sao lại là cuốn rúng hả? Đúng rồi, tại sao vậy ba? Các con thắc mắc à? Các con suy nghĩ tại sao trong cái hộp đó không phải là báu vật à? Mà là cuốn rúng đúng không? Đúng rồi. Tại sao không phải là tài sản, cái gì đó có giá trị? Dạ. Hay là hung phàng gì đó mà tại sao bỏ cuốn rúng vào đó làm gì? Thằng mắc dạy tụi bay ra. Ông chủ, các cô các cậu, tôi đã ở đợi ở đây đúng ba đời. Với gia tài của cha các cô các cậu có mất đi thì tôi nghĩ là các cô các cậu có thể sống ba đời mà không cần phải làm gì hết. Trong cái hộp này, ông bà chủ đã giữ lại bốn cái cuốn rúng. Ông chủ muốn bốn cô cậu thương yêu nhau, anh em một nhà như trong một cái hộp. Nếu trong đây là hộp xoài thì tôi nghĩ các cô các cậu đã giết chết nhau rồi. Còn bà chủ muốn giữ lại cái hộp này là để phòng ngừa một trong bốn người có bị bệnh gì nặng thì cũng có thể cứu được. Tại sao các cô các cậu lại vì một cái hộp nghĩ là báu vật mà muốn giết nhau như vậy? Đây là bốn cái cuốn rúng của các cô các cậu đây. Má ơi, tụi con xin lỗi má.